Rồi, chào anh em. Nay mới nhận chim về anh em. Đây. Để quay cho anh em. Cái lúc này anh em đâu biết. Cái lúc mà em bán chim mắc á thì anh em biết, lúc em bán chim tầm bậy thì anh em biết hay lắm. Anh em cái bán mắc thì anh em biết rồi ha. Chứ anh em thấy đâu thấy lúc này anh em đâu biết nè. Đây con chim chim tơ. Chú em bán cho ông anh này nữa. Má này chú mới mua em lần đầu anh. Anh em đợt em nhớ anh em mua lẻ lắm. Em coi sơ qua là chim này mới AV ra còn trống. Bán này 3 tháng nè, về này như nó chơi nó không có nổi nè. Chim này nó đẹp lắm nha. Lúc em bán đúng ra là con chim này hơi chọt rồi nè. Rồi để em quay video cho anh em xem nha. Anh em cột sẵn luôn nè. Chim này còm nhuyễn à. Trong dòng chim này nó không có tệ đâu. Tại miếng xu rủi sao con này nó trớt quớt miếng. Anh em có những chim đóng chim nè. Nó dày nó mạnh lắm. Anh em không anh gì tránh nó không có chơi ra rồi. Lúc em bán cũng chim tơ nè. Nó hả nào nuôi hoài nó không có nói mạnh. Thôi em nhận gì em đổi cái khác cho ông anh ha. Đúng đó, chim nó giá trị sao thì mình chơi vậy nè, hợp lý không nè. Nó chim thì nói chung nó cũng sẽ có con này con kia nè, nó cũng sẽ có con chơi không được xu rủi. Anh em có tiên chim mấy chim chùm dàm không bự gì nè, nên cho nó tướng nè, nó đâu có ấy đâu, đâu có nhỏ đâu, hề nhỏ đâu. Chung em quay cho anh chim tơ rồi này, ảnh mới gửi gì em, mai em lấy cái lọc này em gửi lên cho ảnh luôn, đỡ xe đỡ bắt con chim nghe đỡ quản nè. Nói chung con chim em bán nó giá trị như thế nào thì là như thế đó nè. Nhiều khi con chim em bán, nhiều khi con chim nó hơi cao một xíu nhưng mà ví dụ chơi không ok hay gì đó thì em đổi cho anh em thoải mái, ví dụ vậy. Chứ không phải em bán em buông đuôi không, em bán lại muốn là anh em sẽ chơi, anh em mua sẽ vui vẻ, chung nó vậy. Em bán em cũng vui vẻ nữa, thoải mái chung gì hết, được không? Đó, cái này là sao gặp lại người khác bán chim là sao anh em, rồi anh em mua chim về 3-4 triệu bạc rồi bây giờ chơi không được bỏ hay sao đó. Đối với em không có chuyện đó ha, đó mình anh em thấy làm sao mới được chứ. Nó phải có cái gì đó khác chứ anh em. Chim đẹp à. Em quay cho anh con chim nổi kìa. Chim con kia cũng nổi. Nói chung em đem ra cây nó mát nó chơi nhưng mà em chưa có ấy anh em. Chưa đi quýnh. Nhưng mà nó nổi rồi. Bài bản, bài lối đầy đủ. Chim mà nhìn em gì không? Không anh nhìn chim mình còn tiếc mà. Cột không? Ăn cho ăn, ăn gì thôi chứ. Có thái khoáng nè. Thái nhìn bự bự không ta. Đó. Giờ này đúng ra cái lòng này chim chọt hay chọt nè. Lòng này chim hay chọt nè. Chung chim cỏ nó cũng hên xui nè, không nói trước được nè. Đây này em đổi cho anh không ăn con này. Giờ Di gửi sáng quay nhận hồi trưa, giờ chiều mới gửi để quay cho anh em coi nè. Cho anh em ông anh gửi con chim gì xấu quắc nha, tụi lũi nha. Gửi con chim là đẹp dài dặn nè bạn, thấy không? Chim em chỉ ăn lúa chai thôi, chú cha dưới khoáng thôi, để kẹn chim mình cho ngon nghe chơi. Chung là để em chẹn clip phía sau cho anh em coi chim này, mở miệng là bài bản kèm nè này, bổi nè, khoái khoái luôn, bổi chơi. Chim mày đá lộn giỏi lắm,
chung chưa cự mạnh đâu anh em. Con chim này nó nuôi kỹ là khoảng chừng tháng nó đi được nè, đi bộ nha. Chim này chơi ngon, mỏi thịt thấy khoái lựa đựng mỏi nuôi chơi nè, mới mình lòng một cái mầm. Về sang quá lòng nhỏ của mình gửi cho Sài Gòn. Nói chung chim nó vậy anh em ơi, làm cho anh em hài lòng hết mức có thể em. Con chim không đủ cơm nên lòng lấy cự nữa. Giờ là giật ầm 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 kèm thả đất là chơi luôn nha. Thả đất lần đầu thả đất đã chơi, hôm em thả được 3 ngày nay rồi, ngày nào cũng thả, ngày thả một lần. Hơi nắng đầy đủ. Giờ máng đâu cũng kêu hết. Mặc dù nó chưa đủ cơm nha anh em. Thấy không? Chim này thật sự là theo khả năng em phán đoán là con chim này có thể là đem đi là đi quýnh luôn á. Đi quýnh là giờ đi quýnh kêu luôn á. Nhưng mà còn non quá sợ nó chạy bậy thôi. Rồi sang chim đi gửi đi mày. Anh em có cần chim non gì cứ alo cho em nha. Em thấy quỳ đóng vậy không? Chim tơ. Mùa con chim này mùa 2 đẹp dữ lắm. Mùa đầu quá đóng nè.